đang like. Hello các tình yêu của tôi. Tình yêu đến, tôi không mong đợi gì. Tình yêu đi, tôi không hề hối tiếc. Cả nhà tôi đang làm gì đó. Cái tình yêu của tôi ơi. Bây giờ thì Hiệp mới được ăn cơm trưa đây. Ai, không biết cả nhà của tôi ăn trưa chưa? Bây giờ ăn trưa cùng tâm sự mộng với cả nhà nha. Xin chào Hoàng. Tôi biết Diệu, em đi về chưa? Đây là món mì trộn Bangkok. Hello Peter Trần. Đây là món mì trộn Bangkok nha quý vị. Mọi người đã thưởng thức món mì trộn Bangkok chưa? Sao tức vậy? Em tức gì Peter Trần? Đây là món mì trộn Bangkok nha quý vị. Chỉ có 102, chỉ có quán Mr. Hiếm mới có món này thôi. Hello Thủy Ngân. Hello Diane Nguyễn. Xin chào Trương Bé Quân Bình Hạnh. Hello Bảo Ngọc. Hello Thanh Tuyền. Hello Kim Nguyễn. Hello Phù Kim Linh. Đây là món mì trộn Bangkok nha quý vị. Thấy hấp dẫn chưa? Thấy ngon chưa? Hello Mỹ Phượng. Rồi bây giờ thì Hòa Hiệp cái cách ăn này là như thế nào? Chúng ta sẽ có nước sốt, chúng ta sẽ rắc đều lên để chúng ta trộn. Chúng ta chỉ chế phần nửa thôi, còn phần nửa để chúng ta sẽ chấm hải sản nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên nha. Đó, mọi người ăn chưa? Nếu mà chưa thì order nha. 0906911996 nha. Món mì trộn Bangkok chỉ có ở quán Mr. Hiếm mới có cái món này thôi. Mì trộn Bangkok hải sản nha. Em đang đói hả? Vậy hả ông ra đi anh đút cho em ăn này Peter Trần. Có ship nha. Nhỏ ngốc ơi, có ship nha. 0906911996 nha cưng. Order đi. Giờ này anh còn làm ở đó nha Minh Nhật. Nè, giờ này còn làm Minh Nhật ơi. Đang đói thì order đi. Bây giờ mình order nước uống nè, đồ ăn nè. Hello Oanh, khỏe không Oanh? Bà con, cô bác ở bên Đài Loan vẫn khỏe hả? Nhìn ngon quá đúng không Nguyên Dào? Đây là món mì trộn Bangkok, món độc quyền của quán Mr. Hí. Hello Bảo. 0906 911 996. Hello Tân Nguyễn. Chừng nào ta mới gặp nhau nhỉ? Em thích phim, xem phim anh đóng hả? Sắp tới có nhiều phim hay lắm đó nha. Chờ đón xem nha. Cảm ơn Thủy Ngân rất là nhiều. Hôm nay á hả? Hôm nay anh được nghỉ. Hôm nay anh được nghỉ, anh không có quay phim. Cho nên anh đang ở quán Mr. Hí để nấu đồ ăn thức uống nè. Bởi vì cuối tuần rồi. Anh ơi có giao về Trà Vinh không ạ? Trà Vinh xa lắm. Khi nào qua Mỹ lại hả? Anh chưa biết. Kim Danh ơi, khi nào em mới tới đây? Đây là mì trộn Bangkok nha quý vị. Hương vị chỉ có ở quán Mr. Hí mới có nha. Quán anh ở đâu hả? Anh có ghim đó, anh Ba Thắng anh có ghim đó. 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận nha. 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận nha. Ngon quá. Hello Vũ Hoài Linh. Em ơi giao hàng có tính ship chứ cưng? Trời nắng lâu như thế này em ở nhà đúng không? Em muốn ship đến tận nơi thì em phải trả tiền ship chứ. Chứ người ta đâu ăn ở không đâu mà ta ship cho em. Rất là ngon. Quan trọng là cái nước sốt.
Cái nó sót rất là quan trọng. Hello Trần Quốc Thái, khi nào anh mới gặp được em đây? Ok Kim Danh, anh đang ở quán nè, em tới quán chơi với anh đi. Chúc em qua ăn. Ủa em về rồi hả? Ok qua liền đi, anh đang ở quán nè. Rồi bây giờ qua đây ăn với anh nè. Hello chị Phương, chắc lóc nít anh quá toàn đồ ăn không à. Cảm ơn em. Ừ lóc đi cưng, cảm ơn em nhiều nha. Nếu em không lóc anh cũng lóc em nha Linh. Hello Nguyễn Như, Trần Quốc Thái khỏe không cưng? Em đi vui không? Rồi bây giờ em đi vui không? Giống như là những ai chưa ăn trưa, chưa hết bệnh, chưa còn bị cảm, nếu ai chưa ăn trưa thì chúng ta có thể thưởng thức cái món này, món mì trộn Bangkok, chỉ có quán Mr. Hí, rất ngon, vừa ăn à. Hello Mùi Mùi, phải đi mì cho em coi hả? Anh ăn hết rồi sao quay đi mì cho em coi? Đây bây giờ mình em con nha. Đó. Hấp dẫn chưa? Cái này mấy mì xào luôn nha quý vị. Hello Thi Thi Lê. Cái này không phải là mì xào đâu nha quý vị, cho nên không có sợ nóng. Cái là mì trộn. Đó, chua chua. Ngọt ngọt mặn mặn. Cái này là mì trộn Bangkok mà Hoàng Hiệp học được bên Mỹ. Đang ở quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Muốn xem thực đơn để đặt online hả? Thanh Trúc ơi, em điện thoại cho anh đi 0906 911996, hoặc là em có thể vào fanpage của Mr. Hí 2, có menu có hình ảnh trong đó. Hello Võ Thị Anh Đào. Ok Cami. Hello Thủy Nguyễn. Hello Giang Lê. Xin chào Bích Ngọc. Ăn một đĩa no không hả? Nguyễn Trường, một đĩa này không có no đâu. Nếu mà đối với anh Hiệp thì một đĩa này không có xi nhê gì hết. Hôm nay nhìn Hiệp sẽ tin quá hả? Cái gì á Võ Thị Anh Đào? Em lèm bèm gì á Võ Thị Anh Đào? Ngày mai anh Hiệp mới đi Đồng Tháp lận. Ngày mai anh Hiệp mới truyền hình trực tiếp ở Đồng Tháp. Cô Jumbo. Dạ dạ dê có cô chăm bồ dạ dê. Ăn mì trộn Bangkok không à, cô? Nói mẹ order đi cô. Xin chào Diễm Nguyễn. Bác Kim đói bụng hả? Thì bác Kim order nhé, 0906 911996 nha. Xin chào Trần Liên. Chị Vân ơi, người đẹp của lòng em ơi, khi nào chị Vân mới qua em chơi nè? Hôm nay được nghỉ, hôm nay không có đóng phim, cho nên có mặt ở quán Mr. Hí.
Thạch Công Dân, nếu em muốn ăn á thì em điện thoại nha, 0906 911 996 nha. Hôm rồi anh không la hát tại anh đang bị tắt tiếng á, anh đang bị tắt tiếng đâu có hát được đâu mà anh la anh hát nói bụng quá hả Hoàng Yến, order đi 0906 911 996 nè. Hôm nay có xôi mà định mệnh, hôm nay có xôi xoài mà, hôm nay có xôi xoài nha, có xôi xoài nha. Em mới coi phim anh xong hả, hèn quá hả, mèo con miêu, order đi 0906 911 996, order sẽ giao đến tận nơi luôn. Anh diễn ngay đài truyền hình Đồng Tháp á. Người đẹp Quỳnh Trâm ơi, em đang ở đâu, qua đi ăn anh nè Trâm ơi. Trâm à, anh diễn ngay đài truyền hình Đồng Tháp luôn á. Ủa em đang sau lưng em hả? Em qua đây ngồi chung với anh coi. Hơn em hôm nay muốn qua anh tập hát bolero. Sớm qua giao về Kiên Giang, ok cho địa chỉ đi, giao về Kiên Giang. Trâm ơi hôm nay em ăn món gì nè Trâm? Xin chào Mỹ Thanh Dương. Phim nào có anh Hiệp em mới xem hả? Cảm ơn em nhiều nha, xin chào Trúc Quỳnh. Lúc nữa em đi quay rồi, nếu không là em có show hôm qua ăn. Anh hãy ship qua nghe Bích Ngọc. Chào Diện Bạch Hy. Ủa anh em ăn chay hả? Sao ăn chay vậy? Hôm nay đâu phải đầm đâu ăn chay. Ok, ship về 682 Lê Quang đúng không? Anh biết là em đang có niềm vui mà Đào. Anh tủi thân quá Đào ơi. Thấy em vui mà anh tủi thân quá à. Cảm ơn Cao Trung rất là nhiều. Ngon quá, hết dĩ luôn. Đây sao sao đây nè, đang ở 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận nè. Có ship qua quận 9 nha Bích Ngọc, có ship qua quận 9 nha. Xin chào Kim Nguyễn, xin chào chị Kim Nguyễn, chị ở Ohio hả? Trời, em ước mơ sẽ được có show diễn bên Ohio nhưng mà em chưa có qua bển. Sạch rồi Liên Phan ơi. Xin chào thân Trần Khánh Nguyễn. Em ăn chay mà làm sao anh chừa em được hả Quỳnh Trâm? Anh kêu một phần khác cho em ăn nha. Xin chào Bo Nguyễn. Em đang ở Bình Dương hả? Ừ vậy thôi coi livestream anh đi cho vui. Cảm ơn Hồ Đoán Bảo Ngọc. Hello Thanh Hiền, lâu rồi không gặp em ha Thanh Hiền ha. Vậy là em sắp về Việt Nam rồi hả? Vậy là chúng ta sẽ được hội ngộ cùng nhau nhỉ. Hello Dâu Tây. Nghe là cho anh uống gì đi. Không có ship về Bình Dương đâu, Bình Dương xa lắm sao ship được. Bình Dương xa lắm không ship được đâu. Ship vòng vòng ở Sài Gòn thôi. Bích Ngọc em đang ở đâu mà ship bao lâu mới có bây giờ? Anh đâu biết em ở đâu đâu. Ok Đặng Sumo, hẹn gặp em ở Bạc Liêu nha. Nay có tàu hủ cà ly không hả? Bây giờ em order đi anh Hiệp, trưa nay anh Hiệp sẽ nấu cho em. Vì em anh Hiệp sẽ nấu nha Quỳnh Trâm. Hello anh Phúc, chưa ngủ anh Phúc. Ủa có Mario Thành Tâm xem hả? Thôi
cái người hot boy không giữ lời hứa. Tôi không có nói chuyện với người hot boy không giữ lời hứa. Hello anh hai, anh hai khỏe không anh hai? Anh hai đã mặc nạ chưa? Hello Trần Châu, hello Thế Vinh. Tôi chỉ thích nói chuyện với những người mà giữ uy tín thôi. Nam trượng phu không nói thì thôi, nói phải giữ lời. Em ở quận 6, em ở quận 9 hả? Thì bây giờ em phải cho anh địa chỉ, em gọi điện thoại order đi. Và em cho anh địa chỉ thì anh mới biết là sẽ ship khoảng bao lâu. Nếu mà từ đây quận 9 chắc là cũng nửa tiếng à. Mọi người ơi, cái lịch mà về Bến Tre nó bị hủy rồi. Sẽ đổi địa điểm qua Củ Chi. Thay vì là tháng 4 Hòa Hiệp sẽ về Bến Tre, nhưng mà bây giờ đổi lịch sẽ quay ở Củ Chi chứ không có quay ở Bến Tre nữa. Ăn mì trộn Bangkok nên Phúc ơi ngon lắm Phúc ơi. Khi nào anh về Đồng Nai hả dâu tay anh không biết nữa. Biết trong tình yêu như thế nào, sống sâu là bao, nào đó đừng đau lòng. Cho anh đi với Trâm, em mua mấy bài cho anh đi Thái chung với em chứ. Anh làm ô xin cho em nha Trâm. Anh xách đồ cho em chịu không? Hello anh Vũ, khỏe không anh Vũ? Nhớ anh Vũ nhiều. Không biết chị nào chị Vương mới gửi cho em xoài anh Vũ ha. Xin chào Ngọc Yến Ly. Xin chào Trang Nhung. Anh có ghim đó em, anh có ghim số điện thoại đó em gọi đi. Anh có ghim đó em coi kỹ đi. 0906 911 996. Hello Hòa Thư. Ok, khi nào về Bến Tre anh Hòa Hiệp sẽ gọi nha. Hello Julie. Julie, xin chào Minh Phú. Em bị cuốn hút món mì Bangkok của anh rồi đó. Em gọi đi. Nếu em muốn thưởng thức món mì Bangkok thì gọi đi 0906 911 996. Hello Thành Nguyễn. Chàng trai của tôi đang làm gì đó? Ê cho anh uống gì coi. Nào, cho anh uống cái gì coi. Không 906 911 996. Hello chuột mèo. Mèo mèo mèo. Hello Tiên Phố. Khỏe không cưng? Giờ này cưng thế nào rồi? Em bị cuốn hút món tình thương mến thương của anh hả? Qua đây, qua đây nè. Hello Nhật Huy Phạm. Xin chào Độc Cô. Em bị nghiện trà sữa Mr. Hí hả? Vậy có order không Thái Hữu? Hay là em qua đây em uống? Giờ này em thế nào rồi Phố? Xin chào Mai Võ Thị. Hello Dung Nguyễn. Xin chào Yên Nguyễn. Hello Hot Boy Minh Trí. Em qua đó em kiếm bánh chuối mua về. Ủa vậy đúng cô, em mua với máy bay cho anh đi hả Trâm? Thì đau lòng quá đi. Xin chào Khánh Hưng. Em mua với máy bay cho anh đi, anh xách dép cho em nè. Ok em vô làm tốt nha, máy bay em. Ừ, nhưng mà thèm quá, trời nắng nóng quá, thèm quá. Hello Thu Trần. Điên hả? Tôi đang muốn uống chán miệng thì không đưa cái đó uống cho tôi thiệt chán ghê sợ. Sang Nguyễn, xin chào Sang Nguyễn. Hello Thái Hữu. Ở quận 3 ship đi, ship qua cho. Hello Dự Thảo. Đang ngủ trưa hả? Đang nghỉ trưa phải không Dự Thảo? Nhà này sao mấy cô giáo không có điện thoại order ủng hộ Hòa Hiệp vậy ta? Thì nè, em cứ gửi
tôm cua lên quán Mr. Hí đi, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Hello Anna, nhớ Anna quá à. Không biết khi nào mới được gặp Anna nhỉ. Chưa hết bệnh Trang ơi. Tại vì có được nghỉ ngơi đâu. Cứ phải diễn, phải hát suốt thì giọng nào mà chịu nổi. Ngày mai phải truyền hình trực tiếp rồi nè, đang lo quá trời. Xin chào Logi hả? Hôm nay được nghỉ Dung Nguyễn ơi, hôm nay được nghỉ. Đang ở quán Mr. Hí nè. Xin chào Quách Bủ Ngân. Hôm nay được nghỉ. Đang ở quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Đúng rồi Sơn Nguyễn, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Xin chào Liên Phạm, Phạm gì Phan. Xin chào Thúy Hằng. Xin chào Kumbita Danh. Đúng rồi, qua bên chi nhánh 1858 đường Trường Sa, phường 14, quận 3. Kim Hà xây sinh tố Thanh Long nha. Đang thèm đấy. Xin chào Khánh Phong Đà, khỏe không cưng? Hello Tuấn. Tuấn khỏe không? Lâu quá không thấy Tuấn nhắn tin cho Hòa Hiệp nhỉ. Tối nay được chơi Lô Tô Show không anh? Tối nay thứ mấy mà chơi Lô Tô Show? Hôm nay thứ... Hello Tây Quỳnh. Hôm nay thứ sáu mà chơi Lô Tô Show vậy. Chủ nhật mới lên Lô Tô Show. Mọi người ơi, ngày 31 chúng ta chương trình Lô Tô Show sẽ có vị khách mời là ca sĩ Hiền Trang. Và vị khách mời đặc biệt là người đẹp Baby Phụng. Đó, Baby Phụng nha cả nhà. Và vé đang được bán. Cho nên những ai muốn có mặt trong cái chương trình ngày 31, chương trình rất là hay, rất là đặc sắc. Có BB Phụng nè, có Hiền Trang, đó hai vị khách mời. Hello Phước Thịnh. Ngày 31 tây này có BB Phụng nha cả nhà. Có người đẹp BB Phụng nè, có Hiền Trang. Đó, những tình yêu của Hiền Trang, những tình yêu của BB Phụng thì chúng ta sẽ đến với show ngày 31 tây tháng 3 tại quán Mr. Hí. Tại chủ nhật này Hòa Hiệp phải diễn ở Bạc Liêu, cho nên Lô Tô Show chúng ta sẽ ngưng tuần này. Nhưng mà hẹn mọi người vào chủ nhật 31 tây sẽ hấp dẫn hơn. Chương trình đặc sắc hơn. Trời ơi, tôi đâu uống đá, đồ trà thủ uống lọc. Em muốn chai gì đây? Cả nhà ơi, bây giờ chúng ta uống trà quê hương nha. Quê hương là chùm khế ngọt cho con chèo hái mỗi ngày.
Em xin lỗi chị. Bây giờ chị chuẩn bị ngủ đúng không? Mà quá nguy hiểm hả? 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận là chi nhánh 2. Còn chi nhánh 1 là 858, đường Trường Sa, phường 14, quận 3. Cái gì? Mua ly. Chưa, con chưa đi. Mua ly. Mang có được ly giống anh không là sao? Anh à? Không hiểu, nói gì không hiểu. Giờ này hả, anh bị cảm. Ê, mạng yếu quá, chết rồi, mạng yếu quá. Mạng bị yếu rồi, mới mua thêm 3G để trò chuyện với mọi người. Tại vì đang nghỉ trưa cho nên muốn tâm sự với mọi người nhiều hơn. Còn trà quê hương, nếu như mà ai muốn order thì có sẽ có một ly giống như thế này. Nó có bắp nè, nó có củ năng nè, nó có trân châu, nó rất là ngon. 0906 911 996 nha. Begin trà đào chỗ anh hả Selena Ava? Vậy em có order không? Ship cho em 5 ly như anh đang uống. Ok, em cho anh địa chỉ và số điện thoại của em đi anh ha. Anh sẽ ship Thương. Mới vừa uống xong mới vừa ăn xong mì trộn Bangkok thì bây giờ đang uống trà quê hương, vừa uống nước vừa tâm sự với tất cả mọi người. Mọi người có muốn hỏi hay muốn nói gì không? Xin chào Thanh Thanh. Đang tắt tiếng mà hát cái gì trời. Trả nhiêu tiền? Trả nhiêu tiền mà đòi tôi hát? Ăn nhiều quá tăng cân. Kệ đi em, cuộc sống mà. Kệ đi, không sao. Đẹp mập. Ok, anh sẽ ship cho em 5 ly. Em có ăn mì trộn Bangkok không anh à? Mì trộn Bangkok này ngon dữ lắm. Ăn 5 hộp mà mì trộn Bangkok với 5 ly đi. Cái đó không có mập đâu. Ăn ăn xế ok mà. Anh à, 5 mì trộn Bangkok nha. 5 ly trà quê hương nha. Hỏi về em nói giá đi đào trái như anh hát cho em liền nè. Đúng rồi, mập dễ thương. Ốm quá đâu có đẹp đâu, quan trọng là sức khỏe. Ở Phan Rang có ship không ạ? Ok, để anh Hiệp ship, anh Hiệp ra cho em nha. Em hát rồi.
Cảm ơn Anna nha, ủng hộ 5 ly trà quê hương và 5 mì trộn măng cốc. Cảm ơn Anna rất là nhiều. Chị ở Phan Thiết em có ship ra được không? Chị Dung Nguyễn ơi, nếu như mà không có sự thay đổi thì sắp tới em sẽ ra ngoài Phan Thiết em diễn đó chị Dung. Và hy vọng sẽ được gặp chị Dung. Trả bao nhiêu mà kia tôi hét hả cô Võ Thị Anh Đào. Hello Thành Tiền, không 0937739696. Rồi để kiểm tra lại rồi. Hello Phạm Trâm, sao có ai order mì trộn măng cốc với lại trà quê hương không? Order luôn đi, Quỳ Hiệp vô làm luôn lần nè. Bị đứng mạng hả? Bây giờ ai uống trà quê hương và mì trộn măng cốc, order luôn đi, Quỳ Hiệp sẽ làm một lần luôn nè. 0906 911 996. Hello Yến Nhi. Dạ em đang móc xô ngoài đó đó. Thì nếu mà người ta chịu giá thì chị em mình sẽ hội ngộ cùng nhau. Đức khỏe không Đức ơi? Nhớ Đức quá à. Xin chào Võ Ngọc Thu. Ê lát tôi với bạn đi qua Hằng Châu không? Qua lấy đồ đi lại nói chuyện Châu luôn. Trương Thanh Tiên, biết ngon hay không hả? Thì order đi 0906 911 1996. Sẽ biết ngon hay không liền à. Hôm nay có xôi xoài nha. Hôm nay có xôi xoài. Ngọc Hương ơi, điện thoại đi 0906 911 1996. Hello Hot Boy Nguyễn Tính, 30 tháng 4 với 1 tháng 5 anh sẽ xuống Cần Thơ anh diễn cái xóm trọ 3D đó. Không biết gặp em không ta? Em ở Vĩnh Long sao anh ship được cơm? Hôm nay hả? Đang ăn mì trộn măng cốc và uống trà quê hương. Hello chị Liên. À thêm phần hai phần xôi xoài nữa nha. Cái đó luôn hả? Thêm hai phần xôi xoài luôn. Hello Di Liên, 30 tháng 4 sinh nhật của em hả? Chết rồi, bữa đó anh Hiệp đi diễn Cần Thơ rồi sao Quỳnh Trâm? 29 em tổ chức đi, 29 em tổ chức sinh nhật tại quán Mr. Hí đi Trâm. Anh làm chương trình cho em. Ok, ship xuống Hà Tiên liền nha cô Liên ơi. Sao buồn vậy? Thanh Thạch Thắng ở Bình Dương có tới không anh không? Bình Dương không có tới cơ ngơi. Hello Nguyễn Tâm, Nguyễn Tâm khỏe không Nguyễn Tâm? Hello Lâm Chấn Nam, anh sợ bữa đó em được nghỉ em về. Hello Hải Dương, em muốn ăn mà không được hả? Anh thiết xa lắm, anh Hiệp ship anh Hiệp được không? Chị thích em nghe em hát hả? Bây giờ chị order ủng hộ em đi. Rồi anh cứ uống đi, em hát tặng cho chị. Chị chịu không chị Thu? Chị Ngọc Thu. Nếu mà được thì em nói với Thắng đi, em đặt sân khấu đi Trâm. 29 đây anh làm, anh với đạo diễn Kevin Phạm làm một cái chương trình sinh nhật hoành tráng lệ em tại quán Mr. Hí ở lầu 4, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Làm đi em.
Làm liền. Nhớ anh Hiệp hả? Qua đi thăm anh Hiệp nè, Tâm. Chị ở xa quá hả? Phạm Trâm. Hello dân Ori. Kìa cô Liên nói sinh nhật Quỳnh Trâm tổ chức quán quý tỷ lớn từ trước đến nay luôn nha. Quỳnh Trâm trả lời đi kìa. Cảm ơn dân Ori rất là nhiều. Mọi người ủng hộ Hòa Hiệp là tới quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, hoặc là 858 đường Trường Sa, phường 14, quận 3 là ủng hộ Hòa Hiệp đó. À, còn không thì order đồ ăn thức uống cũng được. Gọi điện thoại 0906 911 996 để order đồ ăn thức uống nghe. Hello Minter. Ở đó bung lụa luôn ha. Hello Bảo Nhi. Bảo Nhi nhắn tin gì cho anh nè. Hello Nhung Lê. Em muốn đến quán anh hả? Muốn là đến được hết em. Trời ơi, nhiều người ta từ ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Hàn Quốc người ta về, người ta còn tới anh Hiệp được mà. Xin chào Don Lê. Kìa, cô Liên nói chăm nhớ nha kìa. Tổ chức ngày 29 đi. Tại vì 30 anh Hiệp đi Cần Thơ rồi. Cô Liên ơi, đi Cần Thơ chơi không cô Liên? Đi xuống dưới cầu Hiệp diễn nha. Mình kéo quyền nhớ mình xuống dưới Cần Thơ quậy. 30 tháng 4 diễn xóm trọ Ba Đê. Hôm nào anh Hiệp có diễn ở Mỹ Tho ghé nhà mẹ em nha. Mỹ Tho hả? Mỹ Tho ở khúc nào? Hình như sắp sửa anh đi Mỹ Tho nè. Hello anh Phúc. Không có là đi làm từ thiện đâu. Tại vì bây giờ chưa có gom được tiền. Bây giờ gom được tiền một được chút xíu đi, rồi mình đi cho nó nhiều. Chứ bây giờ ít quá, cho ít quá, cho người này không cho người kia thì buồn. Tối nay tới quán. Ok, Don Lê. Có, tối nay có ở quán nha Don Lê ơi. Tối nay tới quán chơi đi. Hello, Quốc Huy. Ok, Nhàn Mỹ. Ok, Quỳnh Trâm. Sinh nhật em mà em có quyền hết đó Quỳnh Trâm. Anh chỉ sợ là em cho anh leo cây thôi. Anh có diễn ở Huế, anh chưa có lịch diễn ở Huế. Vậy 29 Quỳnh Trâm tổ chức sinh nhật bên quán Hiệp phải không? Nghe thành phố Mỹ Tho hả? Ok. Khi nào anh Hiệp mà về Mỹ Tho anh sẽ alo cho em. Anh sẽ tới nhà em chơi. Ba mướn tư em cũng về nhà mẹ hả? Ba mướn tư thì anh Hiệp về Cần Thơ. Anh Hiệp diễn Cần Thơ 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Kìa Ba Thắng ơi, vô nhận order kìa, 29 tây tháng 4 tổ chức sinh nhật cho Quỳnh Trâm kìa. Ok là. Bữa đó có chơi chương trình ca nhạc, ăn uống luôn nha, tập kỹ luôn nha. Quỳnh Trâm mời bao nhiêu khách nè, nhớ báo luôn. Trên cái muỗng thì... Hello Hồng Nhật. Nhật đang ở đâu vậy Nhật?
Trời ơi, bữa đó em con trai uống trà đá, con gái uống nước lọc, còn em uống bia hả? Cũng được nữa. Hello người đẹp Tâm Thảo, hình như hôm nay người đẹp Tâm Thảo hứa là qua chơi với anh đúng không? Hôm qua người đẹp Tâm Thảo quay mấy giờ mới về nè, anh Hiệp đang ở quán nè Tâm Thảo ơi, qua chơi với anh nè Tâm Thảo, qua cho anh được con gái nè Tâm Thảo. Tối mới về hôm qua. Hôm qua em quay mấy giờ mới về Tâm Thảo? Gì dữ vậy? Quay đến 4 giờ sáng rồi đó hả? Trời đất ơi, sao bốc lột sức lao động dữ vậy? Ok, thì sáng bây giờ anh đón em nha. Em gần nhà anh luôn á Thảo. Anh đâu có biết là em gần nhà anh đâu Thảo. Em ở bên quận 7 đúng không? Nhà anh cũng quận 7 á. Nhà chúng ta gần nhau á Thảo. Mà sao chúng ta không đến được với nhau vậy? Em ở quận 7 đúng không? Em ở đường Trần Xuân Soạn đúng không? Đúng không Tâm Thảo? Tối nay qua đi anh cho em ăn mì tròn Bangkok ngon lắm. Em đang ở... em mới ngủ dậy hả? Nói bụng không? Có muốn ăn không? Có muốn không? Anh xếp đồ vào cho nè. Anh chuẩn bị về quận 7 nè. Có bị nắng không em? Thế vậy? Thèm mì tròn Bangkok thì ăn mì tròn đi. Thì quay 4 giờ sáng mà anh nghĩ em về cũng đuối lắm. Em ngủ giờ này là đúng rồi. Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Muốn ăn uống nhiều anh xíu qua cho. Hello Tuyết Nguyễn. Ừ. Xong ngủ tí nữa đi. Em ngủ tí nữa đi. Em dậy đi cho sớm. Xin chào Quỳnh Giao Lê. Dạ em chào chị Tuyết Nguyễn. Xin chào Hồng Việt. Xin chào Nhật Lễ. Xin chào Điền Ngọc.
Xin chào Mai Thu Cười. Ok, bye bye Tâm Thảo. Nguyễn Thân em nói gì vậy? Nhậu không hả? Ok, qua đi nhậu nè. Qua 253 Phan Xích Long, 17 quận 4 giờ nhậu nè. Hết đâu. Em ơi, em muốn order chè Bangkok hay hồ sơ xoài á, em điện thoại đi 0906 911 996 nha. Bây giờ ai muốn ăn mì tròn Bangkok hoặc là ly trà quê hương thì chúng ta điện thoại đi 0906 911 996. Trời nắng nóng như thế này mà uống một ly trà quê hương thì quá tuyệt vời. Dạ không, hôm nay em được nghỉ. Hôm nay em không có đi quay phim. Em được nghỉ, chị Thanh Thủy. Em đang ở quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Em còn đói hả? Ăn sơ xài đi chấm. Ăn sơ xài đi. Dạ không, 0906 911 996, 0906 911 996 nghe chị. Có xếp chứ, một ly vẫn xếp chứ. Hello Trịnh Thị Kim Hiền. Hello Corona Trần. Corona Trần khỏe không? Hello Trương Bảo. Điện thoại không bắt máy. Bận quá. Hay là xem thường không hề bắt máy. Quận 8 số bao nhiêu hả Trần Quỳnh? Anh đâu biết địa chỉ em như thế nào đâu. Em liên lạc giùm anh đi 0906 911996 nha. Hello Thanh Bình. Chắc là anh điện thoại làm phiền em quá cho nên em không bắt máy chứ gì đúng không Bảo? Bữa qua quán anh Hiệu, hôm nay anh Hiệu có quán nè Thanh Bình. Hôm nay anh Hiệu có quán nè. Thì em qua thì anh Hiệp đi quay hoặc anh đi Hiệp đi diễn cho nên anh Hiệp không có ở nhà. Hôm nay anh Hiệp được nghỉ nè. Qua quán đi, sẽ gặp anh Hiệp được liền. Hello Kim Ngân. 0906 911 996. Chị có khách, chị nấu ăn cho khách đây. Ok, chị Dung Nguyễn, bye bye chị. Cảm ơn chị nhiều. Nhớ bánh hộp bánh tư hiếu quá hả? Sao ta? Hôm nay chị qua không? Nếu chị qua đi em làm bánh hộp cho chị ăn. Hello Chung dì ấy. Dù ấy. Xin chào Thuyền Đỗ. Hello Diễm Vương. Khỏe không chị?
Hello Hoàng Đại Dương. Tất cả mọi người nha. Con vừa nói vừa có chuyện nữa. Cảm ơn cô anh Võ. Hy vọng có dịp con sẽ được gặp cô anh Võ. Con cảm ơn cô anh Võ đã luôn nhắn tin nói chuyện với con. Mình vào show và vào xem livestream của con. Cảm ơn cô anh Võ rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian vào xem livestream của mình nhé. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hôm nay ai rảnh thì tới quán Mr. Hí ăn uống nha. Hello Edit Nguyễn. Nhớ Edit Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người tại quán Mới Tí nha. 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, ngay ngã tư Nguyễn Công Hoan và Phan Xích Long. Nếu như mọi người muốn biết, không biết chỗ thì gọi điện thoại 0906 911 996. Nếu như mọi người đang đi làm ở nhà hoặc là đang ở đang đi học, có thể điện thoại cho Hòa Hiệp để mà order online ra đến tận tay 0906 911 996. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.